tiên á, con đang nằm ở giường xếp, cái ảnh cầm dao từ sau ảnh đi vô và ảnh kéo quần con ra rồi ảnh cũng kéo quần ra luôn. Ảnh kêu mày mà nói vậy là tao quýnh tao giết mày chết luôn á. Nên con không dám nói với ai đó, con sợ là ảnh giết con. Cô bé 11 tuổi này là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng xảy ra vào cuối năm 2016. Người xâm hại bé là một thanh niên trong xóm khi biết mẹ phải tất bật đi làm để bé ở nhà một mình. Nói chung là cách đó là cũng hơi lâu, thì bé cứ ôm bụng khóc đau miết. Tôi kêu là ngứa trong cửa mình rồi rát đỏ, thì tôi cũng biết đó, cứ đi vô nhi đồng khám. Thì Nhi Đồng mới nói là cháu chắc gần tuổi chị thì cho về uống thuốc chứ rửa cho cháu thôi. Mà trong cái lúc cháu nó kêu đau thì tôi cứ hỏi là con có té ở đâu không? Có ai làm gì con không? Thì nó kêu dạ không. Nó không có nói. Nó có gì thì cứ nói với mẹ nha. Nó kêu dạ. Nhưng mà nó không có nói. Thì tới chừng mà ngày 25 tháng 12 đó đi về phát hiện được thì mình mới biết ra sự việc là nó như vậy. Sớm này buổi trưa lại là người ta đi làm hết. Chỉ không mình con ở nhà. Rồi lần thứ hai con học bài cái ảnh vô. Nhà lần thứ tư con mẹ con đi đánh lo đám dỗ cho ông nội con ở ngoài. Con nằm ở ngoài giọng. Con học bài cái con ngủ cái ảnh qua hồi nào con không biết. Xong rồi cái con giật mình dậy con nói là lần về mép mẹ. Xong rồi nói là mày về mày mép mẹ đi, mày coi chừng mày với tao. 7 giờ sáng, nhiều khi 7 giờ sáng là tôi đi tới 8-9 giờ đêm mới về tới nhà. Thì cứ gửi gắm ở nhà cho bé thôi, chứ đâu có nghĩ ngợi gì tới đâu. Mình cứ nghĩ mình đi lo, mình kiếm từng đồng để nuôi con thôi, chứ không nghĩ gì hết. Tới chừng xảy ra sự việc mình mới biết mình thương con mình, tụi mình hối hận không kịp. Từ lúc sự việc xảy ra, gia đình chị phải sống thấp thỏm trong nỗi ám ảnh, sợ hãi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả đối với ba mẹ con họ là sự đơn độc. Rồi từ ngày mà sự việc xảy ra biết tới giờ thì hàng xóm nói chung là chỉ có một mình chị Hòa là với chị Nga là ưa lui tới nhà mình thôi. Chứ còn mấy người kia là tự nhiên thấy có mặt lạ với mình hết, không có ai tới với mình hết. Ra bây giờ mẹ con tôi cứ ban đêm sợ lắm, không dám ra nhà. Cứ hồi hộp lỡ đâu người ta thù hèn mình cái này kia. Rồi cũng nói chứ đơn chiếc mấy mẹ con ở nhà thôi chứ không có ai hết. Rồi cũng không muốn, không dám bỏ con đi đâu hết á. Cứ sợ sệt mít vậy đó. Rồi làm ăn mình cũng không yên tâm. Em muốn đi làm công ty mà đâu bỏ bé được đâu. Là phải ở nhà chăm bé cho đâu có để thoát bé ra ngoài được đâu. Bữa tuần trước á là anh nói với lại hai con với con là đừng có qua nhà tao nữa, qua nhà tao mà mất công mẹ mày nói là tao giết mày. Rồi bữa mẹ con với con ra ngoài đường để chờ xe chở quýt, cái anh nói là đi người ta đi đâu cũng đi theo có ngày tao giết chết luôn. Cái bữa mà đưa đơn xong á rồi cho bé đi giám định thì ngoài xã có vô, rồi bên phụ nữ, trưởng phụ nữ xã với bên mặt trận đồ cũng có vô. Thì tôi cũng có nói là em nói thiệt với mấy anh đó là em đưa ra bên nhà báo rồi cho bé đi giám định rồi thì mấy anh mới vô. Chứ còn cái ngày mà xảy ra sự việc của bé thì nói thiệt không ai quan tâm tới cho bé hết. Xã sống rồi không ai hỏi cam gì tới bé đó. Mà mấy anh vô thì em cũng mừng lắm chứ không phải không. Nhưng mà thật sự là em đưa ra có lên mạng, lên báo hết rồi thì mấy anh mới bước vô tới đây. Chứ còn nếu mà thật sự không lên mạng, không lên báo thì mấy anh cũng cho mẹ con em như là một con chó mà chui xuống đống rác thôi. Ổng là bên cái gì ở xã luôn, mà anh làm chức quyền rồi anh làm bên bác sĩ y tá nữa. Mà anh cầm cái tờ giấy đi khám của bé về thì anh nói là không sao hết mà thưa kiện cái gì. Thì tôi cũng buồn lắm. Tôi về tôi chỉ biết ôm con tôi khóc thôi, chứ ngoài ra tôi không biết làm sao hết á. Tại vì tôi cũng nghèo nữa thì tôi nghĩ rằng là tôi không có thưa kiện được cho con tôi. Không có tiền để đi lui đi tới. Dạ, mấy bữa nay mẹ con không có cho con ở nhà một mình. Một là con đi học, hoặc con ở lại trường chứ không phải ở nhà một mình.
bạn bè rồi có biết hết, thầy cô thì biết hết. Rồi có mấy bạn là chê con, mấy kia là rồi bị hiếp dâm. Con buồn con đi vào lớp, trong lớp giờ ai cũng ghét con hết. Mình đau lòng chứ, nói chứ ôm con khóc hoài cho đêm nào cũng vậy. Mình nghĩ mình thương con là mình cực khổ quá, mình bươn chải để kiếm nuôi con mà ngược lại mình không nghĩ gì tới. Bây giờ xảy ra sự việc rồi mình mới biết thương con mình thì nó muộn màng quá. Nằm đêm cái suy nghĩ thương con mình mà nó cũng muộn quá rồi. Không biết làm sao lại cho con mình nó được